Thực sự là nghe như kiểu phim viễn tưởng vậy, nhưng mà nó có thể làm được hoàn toàn dễ dàng với con Xiaomi 12T này. Để mình chỉ cho các bạn cách sử dụng. Xin chào anh em, trên tay mình đây là con Xiaomi 12T, một con máy rất bùng nổ của nhà Xiaomi dạo gần đây. Với tầm giá chưa đến 10 triệu nhưng mà nó lại được nhà Xiaomi trang bị rất nhiều tính năng thú vị. Vậy thì những tính năng đó là gì? Thì cùng theo dõi hết video này nhá. Và ai cũng biết rồi là cái con Xiaomi 12T này đang sở hữu một cái camera lên tới là 108 megapixel. Và nếu mà anh em chụp ảnh ở chế độ bình thường như thế này ấy, thì nó chỉ là chế độ chụp ảnh bình thường thôi, nó không phải là 108 megapixel. Nếu mà anh em muốn bật cái chế độ 108 megapixel này thì anh vào mục thêm này, chọn cái chế độ 108 megapixel lên thì cái 108 megapixel này nó đã hoạt động. Mình bấm chụp và khi mà so sánh hai hình ảnh với nhau ấy thì cái hình ảnh của 108 megapixel thì nó sẽ chi tiết và đầy màu sắc hơn. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, là với chất lượng chụp ảnh như vậy ấy, thì cái dung lượng hình ảnh nó cũng cao hơn rất là nhiều. Thì với cái chế độ ảnh này thì các bạn có thêm một cái chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp nữa, thì ở đây thì các bạn sẽ có thêm một tùy chọn là tùy chọn RAW này. Thì khi mà bạn bật cái chế độ RAW này lên ấy, thì các bạn có thể là chụp ảnh một cái bức ảnh thô để nó dễ dàng chỉnh sửa và cắt ghép hơn. Đấy, thì khi mà chụp ảnh RAW này xong vào cái mục ảnh thì vào thư mục thì chúng ta sẽ có một cái bức ảnh là ở chế độ bình thường và một bức ảnh ở chế độ RAW hoàn toàn chưa qua chỉnh sửa. Và có một cái tính năng nữa là tính năng focus picking, nó hay là cái tính năng mà zoom tự động ấy. Khi mà bật cái tính năng lên, bật cái khẩu lên, các bạn có thể là hoàn toàn là chỉ theo độ nét theo ý của mình. Đấy, các bạn thấy không? Nó khá là chuyên nghiệp. Và một cái tính năng nữa là kiểm tra phơi sáng. Kiểm tra phơi sáng này thì có thể là giúp các bạn đã biết là cái khoảng nào nó sẽ bị cháy sáng và cái khoảng nào của nó bị thừa sáng. Chẳng hạn đây sẽ cái khoảng này là cháy sáng và thừa sáng này. Và theo như mình thấy thì các tính năng này nó khá là dễ dùng và gần như là ai cũng có thể sử dụng chúng mà không cần nhất thiết bạn phải là dân chuyên nghiệp. Chiếc máy ảnh này thì nó không chỉ hỗ trợ chụp ảnh khá tốt mà nó còn giúp các bạn nhân bản đấy. Nghe lạ không? Thực sự là nghe như kiểu phim viễn tưởng vậy, nhưng mà nó có thể làm được hoàn toàn dễ dàng với con Xiaomi 12T này. Để mình chỉ cho các bạn cách sử dụng. Thì ngay ở trong phần camera, ở cái phần mục thêm thì anh em sẽ chọn cho mình cái mục phân thân. Cái mục phân thân này nếu mà lúc đó anh em chưa tải về ấy, thì việc tap một lúc thì nó sẽ tự động tải về nhá. Và khi vào mục phân thân đây thì nó sẽ có các chế độ chụp ảnh ở đây cho anh em. Ảnh này, video và đóng băng khung hình. Thì mình thích cái tính năng này nhất. Thì đây sẽ là cái đoạn video mình quay thử cho anh em xem là cái tính năng đóng băng khung hình nó thú vị như thế nào. Thì với cái tính năng đóng băng khung hình như thế này thì cái việc quay shot hay là cũng là quay một cái đoạn video ngắn ấy thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho mình. Nó làm cho cái việc quay video nó đơn giản hơn rất là nhiều. Ngoài cái đấy ra thì sẽ có một cái tính năng thú vị cũng không kém là ngay ở bên trên cái mục phân thân sẽ có một hiệu ứng phim. Ở đây thì sẽ có hai cái chế độ, thì các bạn chú ý cho mình hai cái chế độ này thôi là thu phóng ma thuật. Thu phóng ma thuật ấy thì hiểu nôm na một chút là nó sẽ thu phóng theo đúng kiểu hiệu ứng phim mà các bạn thường hay xem ở trên các phim điện ảnh. Và cái chế độ tiếp theo là cái chế độ đóng băng thời gian. Thì mình cũng có quay thử một cái đoạn video đây thì gần như hiểu nôm na một chút là nó sẽ đóng băng nửa khung hình của mình lại, làm cho tùy biến của cái video của mình trên phần thú vị hơn. Thì bạn thấy đấy, với tất cả tính năng như vậy thì chúng ta rất dễ có thể quay một cái video thú vị hoàn toàn không cần phần mềm thứ ba hay là một phần mềm chỉnh sửa nào cả. Thì phải nói là AI con này cũng gặp lại hàng đỉnh của job. Nếu mà các bạn có một bức ảnh ngoài trời như của mình ở đây thì các bạn có thể vào trong mục chỉnh sửa hình ảnh. Thì các bạn đây, các bạn chú ý giúp mình là sẽ có một AI ở bên cạnh, thì các bạn tích vào mục AI này và chọn cái chế độ bầu trời. Bầu trời ở đây nó sẽ có các chế độ là nắng, buổi tối, ban đêm và hình ảnh động. Thì đây, thì lúc này thì các bạn có thể tùy biến thay đổi bầu trời theo ý của mình thôi. Nhiều mây thì như kiểu là mình sẽ thích cái chế độ mà hình buổi tối hơn là chẳng hạn, nhìn trông đúng kiểu hoàng hôn tà chiều đấy. Và có một cái hay ở cái máy này nữa là cái chế độ quét màn hình bầu trời này nó phải nói nó cắt ghép rất là hoàn hảo, gần như là không bị lẹm hình một chút nào, nhìn trông gọi là hình ảnh nó nghệ hơn hẳn. Và có một cái tính năng nữa mà theo như mình thấy cũng khá là tốt ở cái tính năng AI này, đó là tính năng xóa người. Nhưng mà theo như mình thấy thì cái tính năng xóa người này thì nó chưa thực sự là tốt cho lắm. Đây, các bạn ấn vào cái tính năng xóa người đây, nó sẽ quét cái phần vùng người mình cần xóa này, thì mình ấn vào đây, xóa đi. Nhưng mà nhé, các bạn chú ý này, nó vẫn bị lẹm một cái vùng tối đây, không thực sự là xóa đi hoàn toàn. Tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em đến là một cái tính năng khá là phổ biến ở các dòng điện thoại Android, đặc biệt là máy nào chạy MIUI. Đó là tính năng sidebar hay được gọi là thanh bên. Thì thực sự cái này nó không có gì là mới cả, thì anh em muốn mở cái chức năng này lên ấy, anh em vào phần tính năng đặc biệt trong phần cài đặt, thì ở đây cái mục cửa sổ nổi anh em chọn mục thanh bên. Bật cái chế độ ấy lên thì lúc này ở màn hình nó sẽ hiện cho anh em một cái thanh tác vụ ở đây. Thì cái thanh tác vụ này thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng là cái điều khá là cơ bản của dòng Android. Nhưng mà cái hay nhất ở đây này là khi anh em vào YouTube mở nhạc lên đó, và khi mà anh em mở cái hộp thanh công cụ ra thì nó sẽ có cái chế độ là phát video khi mà màn hình vẫn đang tắt, thì anh em bật chế độ lên đó, màn hình đang tắt nhá, máy nó vẫn bật nhạc, thì cái này nó sẽ giúp anh em tiết kiệm pin hơn khá là nhiều, nó không phải vừa đồng thời bật video mà vừa nghe nhạc nữa. Một tính năng này nó chỉ có ở các dòng YouTube Premium thôi, anh em phải bỏ tiền ra anh em mới mua được cái tính năng này, phải dùng phần mềm thứ ba, thì cái này nó có sẵn cho con Xiaomi luôn. Và một cái thú vị ở cái thanh sidebar này, đặc biệt là khi anh em chơi game, thì khi anh em vào các tựa game như kiểu là Genshin Impact hay là Pro Đá Tí thì mình lưu ý một chút nhé, là cái này nó sẽ không hỗ trợ cho tất cả các tựa game đâu. Thì anh em mở cái thanh sidebar lên thì nó sẽ có cái mục là tăng hiệu suất ở cái mục Game Turbo này đấy, thì nó sẽ có một tùy mục chỉnh cho em là hiệu suất vừa và hiệu suất khi mà anh em tăng lên thì nó sẽ giúp anh em chơi game ổn định và đỡ giật lag hơn rất là nhiều. Tăng hiệu suất chơi game lên nào. Nếu mà anh em đã quá nhàm chán về cái chuyện mà thay đổi hình nền mặc định ở trong cái phần chủ đề này đi, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cách thay đổi hình nền mà trông nó nghệ hơn rất là nhiều. Thì anh em vào mục profile này, chọn mục hình nền. Ở đây sẽ có mục là siêu hình nền. Siêu hình nền nó đã nghệ hơn rồi đúng không? Và mục siêu hình nền ở đây. Đây sẽ có 5 tùy biến siêu hình nền cho anh em. Đỉnh núi tuyết, hình học, vành đai xa xôi, trái đất và hành tinh đỏ. Thì đây mình sẽ chọn cái mục là hành tinh đỏ này đi. Áp dụng này. Đã áp dụng thành công đúng không? Đó, thì nó đã thay đổi hình nền. Thì cái này nó sẽ tùy biến theo cách anh em mình vuốt, nó sẽ thay đổi góc nhìn. Và cái hay nhất ở đây này, là anh em tắt màn hình đi, zoom ra zoom vào, nhìn trông nghệ không? Khi mà đó, ôi chào ơi, phải nói là quá đỉnh. Và với các tính năng như trên thì anh em sẽ thắc mắc là nếu mà bật hết lên như thế thì nó có tốn pin hay không? Mà anh em đừng lo nhá, là con máy này nó đang sở hữu một viên pin là viên pin 5000, cùng với đó là công nghệ sạc nhanh là 120W. Anh em có thể sạc đầy 100%, đó khoảng tầm 24 phút là đúng như mình trải nghiệm. Và nếu anh em đang sử dụng con máy này và sạc 100% lâu hơn 24 phút thì anh em lưu ý một chút giúp mình nhé, là anh em phải vào phần cài đặt. Ở cái phần mục pin là anh em chọn cái mục là tăng tốc độ sạc lên giúp mình, thì lúc đấy nó mới tối ưu hóa là sạc đủ 120W cho anh em. Nếu mà không bật cái này thì nó chỉ sạc tốc độ bình thường thôi. Và khi mà bật chế độ này thì nó sẽ sạc nhanh lên tới khoảng tầm 24 phút. Nhưng mà mình không khuyên là anh em lên sử dụng tính năng này thường xuyên, trừ khi lúc làm anh em cần máy quá gấp, cần sạc nhanh nhất có thể thì hãng bật cái này lên thôi. Bởi vì là nếu mà sử dụng cái tính năng sạc 120W thường xuyên thì lúc ấy nó sẽ gồng pin lên và nó sẽ gần như là làm cho pin nó lão hóa nhanh hơn, cùng với đó là pin sẽ chai nhanh hơn. Và còn một cái nữa mà mình muốn chỉ cho anh em biết là cái vùng mục tiết kiệm pin này, thì vào phần cài đặt đây thì nó sẽ có mục là xóa bộ nhớ đệm khi thiết bị khóa. Thì thường nếu mà theo như mình biết là anh em sử dụng ấy, thì khi mà anh em bật tab này lên này thì nó sẽ có rất nhiều tab và anh em phải vuốt từng tab một. Thì đây khi mà anh em bật chế độ này lên ấy thì nó sẽ xóa cái bộ nhớ đệm khi mà anh em tắt máy trong khoảng tầm 1 phút. Thì thử sau khi 1 phút là xem nó sẽ tắt như thế nào nhé. Vậy thì sau khi mà 1 phút trôi qua, để mình vào thử xem là nó đã xóa hết tất cả các bộ nhớ chưa. Đấy, thì anh em thấy không? Nó xóa hết tất cả các thanh tab trừ cái thanh cài đặt ra. Và có một cái tính năng ấy thì được nhiều người đánh giá khá là hay, là tính năng đo nhịp tim trên con Xiaomi 12T này. Nhưng mà thú thực với anh em ấy, là từ lúc mình cầm con máy này trên tay thì mình chưa sử dụng được cái tính năng đấy. Mình cũng biết là máy mình nó bị lỗi hay là như thế nào, nhưng mà vẫn chưa dùng được. Và đó cũng là cái tính năng cuối cùng trong một vài cái tính năng thú vị mà mình vừa chia sẻ với anh em ở bên trên. Vậy thì nếu mà anh em nào biết thêm nhiều tính năng thú vị hơn ấy, thì cho mình biết ở bên dưới comment nhá. Cảm ơn anh em đã nghe. Bye bye.